Hello, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Gốc Việt. Trong vòng 1 năm qua cả nhà, chúng ta thấy nổi lên nhất trong tất cả các sự kiện trên mạng xã hội á, người ta quan tâm đó là cái vấn đề từ thiện của các nghệ sĩ. Thật sự thì đến thời điểm này, khi mà Bộ Công an đã có kết luận là không khởi tố những cái vụ án có liên quan đến vấn đề từ thiện của các nghệ sĩ, nhưng mà đâu đó đó người ta vẫn có rất là nhiều những cái nghi vấn đặt ra xung quanh cái câu chuyện đó. Và những cái người nghệ sĩ mà được nhắc tên á thì toàn là những cái nghệ sĩ có tên tuổi, có máu mặt ha, kêu bằng cây đa cây đề trong làng giải trí đó. Nhưng mà đến thời điểm này thì mọi chuyện nói chung là chưa có rõ ràng ha, mặc dù cũng đã có kết luận từ phía công an rồi nhưng mà người ta vẫn còn đặt rất là nhiều những cái nghi vấn. Chẳng hạn như Thủy Tiên cả nhà thấy không, báo chí cũng đang rần rần lên nói là cái số tiền mà cô giải ngân á nó ít hơn cái số tiền mà báo cáo. Nói chung là còn nhiều vấn đề người ta rất thấy rất làm lạ ha. Và những cái người nghệ sĩ mà kêu bằng cây đa cây đề đó đã vướng vào những cái lùm xùm liên quan đến từ thiện, thì những cái người mà nghệ sĩ nhỏ nhỏ hơn, ít tên tuổi hơn, mới đây thì cũng lại gây ra một cái vụ chấn động khác liên quan đến vấn đề từ thiện luôn. Rất là ghê gớm ha cả nhà. Đây thì mình xin chia sẻ một cái bài của các bạn này tường thuật lại tất cả các cái khuất tất trong cái vấn đề từ thiện của một số nghệ sĩ mới nổi, cũng không không thua kém gì những cái đàn anh đàn chị ha. Đây cái bài viết ghi rằng á là xôn xao cái vụ việc từ thiện ảo, kêu gọi tiền để cứu một bé đã mất, một chị gái á ủng hộ cả 100 triệu và người ta nghi ngờ cho nên người ta đã đến bệnh viện để check lại thông tin á, thì không có trường hợp nào như cái thông tin đã đăng trên mạng xã hội. Ghê chưa? Tức là người ta thấy cái từ hoàn cảnh đáng thương quá, một số nghệ sĩ đăng lên đó, bắt đầu người ta chuyển tiền trước, sau đó người ta mới check lại thông tin và trên bệnh viện thì lại không có thông tin của những cái người giống như là đăng trên mạng xã hội. Ghê chưa? Cái vụ việc có liên quan đến một số nghệ sĩ nổi tiếng. Mọi người hóng được cái vụ từ thiện này chưa? Để mình chia sẻ lại nguyên văn cái bài của bạn Kim Thoa cho mọi người đọc. Đây thì cái bài của bạn Kim Thoa ghi rằng á, dạ em chào chị Khả Như. Khả Như, em xin lỗi nếu cái tweet này có phiền não á, thì hãy báo em sẽ xóa. Em là Kim Thoa, hay gọi em là em Thỏ. Em là fan của chị Khả Như rồi Lê Dương Võ Lâm rồi đó cả nhà. Em là một fan của chị. Em rất yêu quý và luôn theo dõi chị. Cái sự việc này em nhắn cho chị là hôm qua đó chúng ta đã chuyển khoản giúp em bé tên Thành, dù bao nhiêu thì em cũng nghĩ chúng ta cũng cần biết cái sự thật. Cái cô này sau khi xác nhận thông tin thì đăng một cái tweet gửi gắm đến một số nghệ sĩ đó. Thú thật á, cái niềm tin mãnh liệt khiến em chuyển khoản ngay một số tiền lớn để cứu bé Thành chính là ba anh chị nghệ sĩ của chúng ta đó, một người kêu gọi, hai người ủng hộ và những thông tin nó rất rõ ràng và thấm đẫm nước mắt. Em nghĩ ai đọc thì cũng như em thôi. Em đã từng giúp đỡ khá nhiều những trường hợp nhưng đây là cái lần đầu tiên em giúp đỡ mà không đích thân đi xác minh. Cái mấu chốt chỗ đó cả nhà, đi nghe người ta kêu gọi thì chuyển khoản ngay, giúp đỡ ngay. Chứ không có xác minh, cho nên nói chung là giống như ôm cái cục hận vậy đó ha. Đã mất tiêu rồi, không đích thân đi xác minh, chuyển khoản trước rồi mới đi gọi hỏi. Đặc biệt rất tin và rất hào hứng để giúp bé, bởi vì cứu người như cứu quả mà. Em vừa hay được cái sự thật là bé anh kêu gọi đã mất, em thật sự điếng người, choáng mặt, chỉ là quá thương, tại sao mình không biết sớm hơn để cứu được bé. Trời ơi, không lẽ không có tiền thì mạng người mất hay sao đó, phải không? Không lẽ là không có tiền thì không có cứu được mạng người đó mà. Chính vì cái hình ảnh và video anh đăng hôm kia là nó quá thật, rất đáng thương và niềm tin rất lớn của mình gửi đến anh chị. Cho nên em nghĩ bây giờ chị Như hay anh Lâm và cả bao nhiêu anh chị khác đã từng chuyển khoản cũng hiểu cái cảm giác của em, tức là hiểu cái cảm giác mà khi giống như bị người ta lừa đó, phải không? Vì dù ít hay nhiều thì tất cả các mạnh thường quân không cần xác minh đều thấy rất rất thương cháu.
người ta nhiều khi người ta ở xa hay là vì cái điều kiện gì đó người ta không đến xác minh cái trường hợp đó cụ thể, và khi mà người ta chuyển khoản người ta mới nhận ra cái trường hợp đó là ảo thì nó hụt hẫng vô cùng, đúng không cả nhà? Đó. Rồi mình xin đọc tiếp là em mới mạnh tay giúp đỡ, em thiết nghĩ giúp người thì giúp cho trót, vì định hình là sẽ đi thăm bé, vì hỏi thăm nghe được là cha mẹ bé nuôi bệnh 3-4 tháng nay, dịch giả bán hết đồ để nuôi em. Em nghĩ trong bụng mình cho tiền phẫu thuật rồi, cần hậu sau đó thì sẽ chăm sóc cha mẹ, phải nghỉ làm mới lấy tiền để nuôi bé. Thì khi mà nghỉ làm vậy đó thì lấy tiền đâu mà để ăn uống để hồi phục sức khỏe. Nếu mà chi phí ít thì có thể dư để mùa dịch ăn uống nhằm xoa dịu bớt cái đau thương. Kiểu như là bây giờ cho để hậu sự rồi thì cũng phải lo cho người ta sống chứ, bây giờ 3-4 tháng mà lo chăm sóc con không rồi sau khi hậu sự đó rồi thì lấy gì để sống. Cô này cũng rất là chu đáo, đúng không cả nhà? Với trong đầu em nghĩ là mong số tiền đủ nhanh nhất để kịp thời lên ca mổ cho sáng hôm sau. Vì lúc em thấy tin thì tầm 3 giờ sáng ngày 28 tháng 2. Nếu mà có chuyển viện lên tuyến trên thì cũng đủ chi phí. Thật không nghĩ là sẽ đăng hình hay khoe khoang hay quay clip gì, cho nên lúc gọi cho anh đó thì em không có quay lại. Gọi cho cái anh mà cái anh kêu gọi đấy ha. Ảnh còn nói là ở bệnh viện Nhi Đồng, Cần Thơ. Em quá mừng vì em cũng ở Cần Thơ. Sáng em liên hệ đi thăm bé liền thì không được, nóng lòng quá vào bệnh viện hỏi thăm ngay. Chỉ muốn biết mình cứu bé có kịp không, thì bệnh viện báo tin là không có cái tên của bé đó. Em quá đau lòng và quá tổn thương. Cứ lúc mà xác nhận cái người mà kêu gọi cái nhà, xác nhận cái người đó thì người ta vẫn đang vẽ mà, họ đang vẽ ra cái viễn cảnh để họ trục lợi mà, cho nên họ vẫn nói là cái bé đang chuẩn bị chuyển này kia, chuẩn bị mổ cái này kia, đặng cho cô này tin tưởng và chuyển tiền. Thật sự là cũng quá hấp tấp á cả nhà. Nhiều khi mình tận mắt mình chứng kiến, tận tai mình nghe mà chưa biết đó là thật hay giả nữa, đằng này chỉ nghe qua một cái tút để gọi, rồi một cái tút để kêu gọi từ thiện, rồi một cuộc điện thoại thôi mà chuyển hàng trăm triệu. Thật sự là cô này cũng quá nôn nóng rồi ha. Nhưng mà đổi lấy cái sự thương người đó là một cái sự tổn thương cho bản thân. Rồi cô này viết tiếp là tuy nhiên em mong ba anh chị liên hệ bên em để cùng nhau tìm hiểu cái sự việc, vì không phải một mình em đặt niềm tin sai chỗ mà còn rất nhiều người. Em thấy rất nhiều người chuyển khoản, trong đó có anh Lâm, em quý anh chị, rồi chị Như, và đặc biệt là người đứng ra là anh Tuyên, Quách Ngọc Tuyên đó cả nhà, Lê Dương Bảo Lâm, Khải Như rồi đó ha. Thì em tin anh Tuyên ở đây, anh cũng là nạn nhân. Hấp tấp chia sẻ cái bài của người đó vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. Cái này thì mình cũng không có nói sâu về tại sao anh chàng Quách Ngọc Tuyên này chia sẻ cái bài này, nhưng mà mình nói rằng là anh chia sẻ cái bài đó giống như là đang tiếp tay cho kẻ xấu, nó lợi dụng trục lợi về cái vấn đề từ thiện. Bởi vậy dạo này trên mạng xã hội hay có những cái hình ảnh hồi năm nào rồi cả nhà, bắt đầu họ chia sẻ lại, khi mà chúng ta truy ra thì những cái hình ảnh đó là cách đây rất lâu rồi, trên báo chí hay là ở những cái cơ sở mà thật sự nhưng mà không phải là cái trường hợp cụ thể, người ta mượn cái hình ảnh thôi để người ta kêu gọi, để người ta trục lợi. Do đó cả nhà cũng hết sức là tỉnh táo về cái vấn đề này nha. Cái tấm lòng thương người thì rất là tốt, nhưng mà chúng ta cũng phải tỉnh táo ha. Em đã nhận được tin của anh nhắn là anh Quách Ngọc Tuyên đó. Một lần nữa em thỏ xin lỗi nếu phiền anh có thể xóa tin, vì trang em không inbox với anh được. Mong chị Như cùng em làm rõ sự việc để lấy lại công bằng cho rất nhiều người như mình nữa. Và quan trọng, đây là một lời cảnh báo đến những trường hợp như vậy. Nếu không, xã hội sau này không còn niềm tin nữa. Em thỏ có chuyển cho bé đó là 100 triệu, giờ em không biết được không biết được bé sao hết là sao mà anh Tiên đã xóa bài. Nói chung là không có liên hệ được cái trường hợp cụ thể đó, chỉ trước đây thì liên hệ với cái người mà kêu gọi không chuyển khoản cho ta, xong bây giờ người ta mất tiêu rồi, xóa bài rồi. Đây lại là một cái chiêu trò của những cái người trên mạng xã hội,
và những người nghệ sĩ này thì vô tình lại tiếp tay cho cái kẻ xấu. Không biết vô tình hay cố ý thì không biết, nhưng mà rõ ràng cái đầu dây mối nhận là do ba cái người nghệ sĩ này đã chia sẻ, và những cái người khán giả, những cái người mà fan hâm mộ đó, người ta đặt niềm tin vào cái những cái người nghệ sĩ này, cho nên người ta đã cấp tốc chuyển tiền cho cái nơi kêu gọi đó mà người ta không có xác nhận lại thông tin. Và đến khi mà mọi chuyện vỡ lở thì người nghệ sĩ đăng một cái status và xin lỗi. Quá đơn giản, một cái status xin lỗi trị giá 100 triệu là của một trường hợp thôi, và còn rất nhiều trường hợp khác thì không biết sao. Bởi vậy mấu chốt của vấn đề từ thiện bây giờ là phải tận mắt chứng kiến, tận tai nghe, thì chúng ta còn phải xác nhận thêm nhiều vấn đề nữa cả nhà, chứ không phải khơi khơi trên mạng xã hội mà gửi tiền cho người ta, đúng không? Mặc dù mình dư giả đi, cho mình dư giả, nhưng mà những cái trường hợp mà đáng cần á, thì chúng ta hãy gửi, còn những cái trường hợp mà như thế này thì rất là đáng tiếc ha, chúng ta sẽ rất là đau lòng bởi vì cái niềm tin mình đặt sai chỗ ha cả nhà. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.